Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này dự định mở rộng phạm vi chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza, tuyên bố được ông Gallant đưa ra trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang ở thăm nước này ngày 20 tháng 5. Theo thông báo từ văn phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tại cuộc gặp ông Gallant nêu rõ nước này quyết định mở rộng hoạt động trên bộ ở Rafah cho đến khi hoàn tất mục tiêu xóa sổ Hamas và giải cứu các con tin. Trước đó, bất chấp sự can ngăn của đồng minh chủ chốt là Mỹ, Israel đã yêu cầu người dân Palestine sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah và bắt đầu đưa quân đội và xe tăng vào. Dù phía Israel luôn cam kết đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ nhân đạo, nhưng cộng đồng quốc tế đều lo ngại về số phận của người Palestine vốn đã phải sơ tán từ phía bắc giải Gaza tới thành phố khi cuộc chiến nổ ra. Theo ước tính của Liên hợp quốc, 800.000 người đã phải sơ tán, tương đương hơn 50% dân số thời chiến của thành phố này. Trong diễn biến liên quan ngày 19 tháng 5, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các đề xuất từ các quan chức nước này về việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với phong trào Hamas về thỏa thuận giải phóng các con tin với lý do nhóm đàm phán làm việc không hiệu quả. Giới chức Israel đánh giá hiện các cuộc đàm phán đang ở điểm thấp nhất kể từ khi tiến trình này bắt đầu.